Xin chào cả nhà, lại là Minh Trí đây. Cùng theo chân Minh Trí dạo một vòng để đến với dự án Lavita Thuận An nào. Em Trí đi từ quốc lộ 13 xuống tới thành phố Thủ Dầu Một. Còn đại lộ Bình Dương đã được nâng cấp lên từ 6 đến 8 làn xe này. Hiện trạng đang xây dựng mở rộng rất là nhanh luôn. Đây như em thấy đây, cái hiện trạng đang xây dựng tầm 7 đến 80% rồi. Cái khối lượng công việc hoàn thành không nhanh, buổi sáng rồi thì đang thi công rất là nhanh đây. Và đây là tới gần tới khu vực Aeon rồi, hai bên này xây dựng khá là nhanh. Hiện tại cái quốc lộ 13, cái tuyến mà đi qua thành phố Thuận An đã được nâng cấp lên thành là đại lộ Bình Dương với 8 làn xe thuận tiện để kết nối và lưu thông. Tại là em quay ra lúc đó là 6 giờ rưỡi, 7 giờ sáng này, cái đường nó cũng còn hơi khá là vắng. Cái đoạn này là sắp tới dự án rồi này, xung quanh hai bên của dự án Lavita Thuận An và Hoàng đó, thì tòa nhà thì cao là để hai bên. Cái đoạn này thì hai bên thì chưa được thi công nhưng mà đã giải phóng, đã chừa rồi, đã lùi vào rồi, thì nhà hai bên đã gần như đã đập rồi, thì chờ làm đường thôi. Là cầu cống là đã chuẩn bị sẵn hết trơn rồi. Tại vì theo như hiện trạng thì chắc tầm ở giữa năm sau thì cái khu vực này thì cũng đào xới. Và rồi mình đã tiến đến với dự án Lavita Thuận An tới ngang Tư Mũi Tàu rồi. Đại lộ Bình Dương mà mở rộng có 8 làn xe thì từ Lavita Thuận An kết nối về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chỉ mất tầm cỡ 20 đến 25 phút thôi. Bây giờ đường rộng quá trời rồi. 8 làn xe thì tầm 20-25 cây số thì có đi tầm cỡ 25 phút chứ mấy đâu, rất là nhanh luôn để kết nối với trung tâm thành phố và khu vực các khu vực lân cận như là thành phố Hồ Chí Minh này, thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Di An, thành phố Tân Uyên, Bến Cát. Từ Lavita Thuận An đi và 5 thành phố lân cận thì rất là gần luôn. Rồi xin chào cả nhà, lại là Minh Trí đây. Hiện tại Minh Trí đang có mặt tại dự án Lavita Thuận An của chủ tư tập đoàn tỉnh tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và hiện trạng cái dự án của bên em hiện tại đã xây dựng tới tầng 24 rồi, cao quá, đẹp quá. Rồi hôm nay là có một sự kiện cà phê cuối tuần tại dự án Lavita Thuận An, nên em Trí cũng đến với trực tiếp dự án để một lần nữa quay lại dự án xem và cập nhật cái chính sách bán hàng cũng như là tiến độ thanh toán mới nhất cho cả nhà mình xem. Và sau lưng em đây, nãy giờ đẹp chưa, tuyệt vời. Minh Trí đến với dự án Lavita Thuận An mà đông quá, khách cực kỳ đông luôn. Hôm nay có một buổi cà phê cuối tuần đây, cực kỳ đông luôn. Và hôm nay anh em của Minh Trí cũng đang tư vấn khách hàng ở phía trong, cực kỳ đông. Những khách yêu đến với hôm nay sẽ đến về một cái iPhone nha, 14 Pro Max xịn sò. Hiện tại là tầm cỡ 8 giờ 30 thôi, khá là sớm. Khách yêu còn cuối tuần còn đang đi uống cà phê, đi ăn sáng rồi chuẩn bị xe ghế với dự án Lavita Thuận An. Rồi em Trí quay cái cập nhật cái tiến độ mới nhất cho cả nhà mình xem. Hiện tại lốc B và lốc A đã xây dựng tới tầng 10 rồi. Như anh chị thấy đó, rất là nhanh luôn. Hôm tháng 8 thì chỉ mới xây tới tầng 6 thôi. Trong vòng 2 tháng thì cũng lên được thêm được 2 tầng, khá là nhanh. Và lốc C hiện tại theo hiện trạng em thấy đã xây dựng tới tầng 26 rồi, cũng tương đối là nhanh luôn. Còn lốc D thì đã xây dựng được tới tầng thứ 18. Thì tính ra so với thời điểm 2 tháng trước á, thì tất cả 4 block được xây dựng thêm tầm từ 3 đến 4 tầng nữa. Thì tiến độ nó cũng tương đối là nhanh, tầm cả 2 tuần lên 1 tầng thì theo cái tiến độ này thì cũng khá là ổn. Với dự án Lavita Thuận An hiện tại, thì buổi sáng anh chị thấy nó công nhân đi vào công trường rất đông luôn. Thì em thấy là lát bác trên cái dàn giáo này đã có anh chị công nhân chuẩn bị các vật tư hay là chuẩn bị dàn giáo để bắt đầu xây dựng rồi. Thì theo như em thấy cái khung xây tường á, nó trên tầng cao nhất cũng có công nhân này. Thì xây tường thì tầng theo như lốc C á, là nãy em quay qua nó đã xây dựng tới tầng xây tường tới tầng 20 rồi. Còn những cái tầng khác của lốc D thì chắc chuẩn bị cũng đang xây tường rồi. Xin chào cả nhà, lại là Minh Trí đây. Hiện tại Minh Trí đang có mặt tại dự án Lavita Thuận An của chủ tư tập đoàn tỉnh tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và hôm nay em sẽ cập nhật cái tiến độ mới nhất của dự án cho cả nhà mình xem nha. Rồi sau lưng em đây, sau lưng em Trí đây hiện tại là 4 block đang xây dựng từ tầng 10 đến tầng thứ 26 rồi, tiến độ rất là nhanh luôn. Đây sơ cho cả nhà mình xem. Hiện tại hai tòa phía ngoài lốc A và lốc B đã xây dựng tới tầng 10 rồi. Đây, bên đây nè, tầng 10 này thấy không? Và tòa A Còn hai tòa A, tòa B thì xây dựng tầng 10, còn đây là tòa C. Tòa C xây dựng tới 26 rồi. Còn tòa D thì nó bị che mất miếng bảng rồi, nhưng mà theo em tính số tầng á thì nó hiện tại nó thấp hơn. Cái tòa C là 8 tầng. Mà C là 26 trừ 8 là chắc nó xây tầng thứ 18 rồi. Bây giờ là 7 giờ rưỡi sáng. Mà công nhân là họ đã đến công trường rất là đông rồi nè. Đang chuẩn bị cho một ngày lao động xây dựng. Và phía trong tầng là cũng có công nhân này, họ đang xây dựng thô nè. Bắt đầu xây tường ở trong rồi. Công nhân cũng khá là đông. Bây giờ mới 7 rưỡi thôi, chuẩn bị vào kìa. Thì trong tháng 10, trong tháng 11 này thì hiện tại chủ đầu tư tập đoàn Thịnh là cũng đã có cái tung ra chính sách bán hàng mới rất là tốt luôn. Khách hàng mà mua mà không hỗ trợ vay và ký hợp đồng trước 31 tháng 11 thì sẽ hỗ trợ chiết khấu bán hàng lên tới 8%. Quá tuyệt vời. Chưa bao giờ mà có một chính sách bán hàng tốt như thế này ở dự án Lavita Thuận An. Hiện tại cái giá cho một căn 2 phòng ngủ trả theo tiến độ tiêu chuẩn thì có bao gồm VAT thì tại tầm có 2,6 tỷ đến 2,7 tỷ cho căn 70 m², thì chia ra trung bình đơn giá có 40 đến 42 triệu một mét, mà mình trả đều theo tiến độ là 32 tháng. Còn nếu mà khách hàng có mà tài chính mà mạnh vững thì mình có thể thanh toán nhanh một lần, thì căn 2,7 tỷ sau chiết khấu bán hàng, sau trừ hết tất cả chiết khấu chỉ còn tầm cỡ 1,8 tỷ thôi, nhưng mà mình phải thanh toán một lần nha. Lúc này cái đơn giá trên căn 70 m² 1,7 tỷ thì nó tầm cỡ 24-25 triệu một m² thôi, rất là rẻ. Và dự kiến là quý 1 năm 2024 dự án sẽ đưa vào bàn giao hoạt động tầm cỡ 1,5 năm nữa, rất là nhanh. Lavita Thuận An sẽ đưa vào ở ngay luôn. Theo như mọi người thấy đó, cái tuyến quốc lộ 13 đã cơ bản là giải phóng mặt bằng rồi, bây giờ chờ làm thôi. Mọi người có quan tâm đến dự án Lavita Thuận An giai đoạn hiện tại thì hãy liên hệ em Minh Trí qua số điện thoại trên màn hình là 0979 79 864. Mà em Minh Trí sẽ hỗ trợ mình xem trực tiếp nhà mẫu cũng như vị trí của dự án và phân tích cái tiềm năng tăng giá cũng như là cái tiềm năng phát triển của dự án Lavita Thuận An trong tương lai gần từ 3 đến 5 năm nữa. Ở khu vực này nó sẽ có những phiên tăng giá, những cái game như thế nào để đột biến về giá, để giúp nhà đầu tư yên tâm hơn khi mình xuống tiền ở một dự án của chủ tư tập đoàn Thịnh tại tỉnh Bình Dương. Cùng Minh Trí ăn bánh, uống trà và ngồi đợi xem sự kiện bốc thăm cái iPhone 14 Pro Max tại buổi kết ớt mở bán dự án Lavita Thuận An Vlog D này. Rồi không biết hôm nay ai sẽ là chủ nhân trong Lavita Thuận An và rinh được em iPhone 14 Pro Max về nhà nhé. Sắm nhà sang, rinh lọc iPhone tại Lavita Thuận An. Cảm ơn cả nhà đã xem đến cuối video. Nếu yêu thương Minh Trí hãy cho Minh Trí một like, một share và một subscribe kênh YouTube của em nha. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi đến cuối video. Chào thân ái, Minh Thắng.